Họa phương vô môn Duy nhân tự chiêu tìm ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 10 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore chư vị đồng học chào mọi người hôm qua giảng đến tỷ dĩ thiên địa hữu tư quá chi thần y nhân sự phạm khinh trọng dĩ đoạt nhân toán những điều này đều là sự thật tuyệt đối không phải phật bồ tát cụ thánh tiên hiền dùng phương thức này để khuyên dạy người đời đoạn ác tu thiện nếu chúng ta dùng thái độ như vậy để nhìn sự việc này vậy thì sai rồi không biết được những lời của bậc thánh hiền nói đều là lời chân thật nhất định không vọng ngữ phương pháp cách thức quyên dạy người đời rất nhiều nhất định không thể dùng đến phương pháp giả dối không thật bởi vì người thế gian chỉ cần phát hiện bạn nói dối một lần thì vì sao dù nói gì đi nữa họ cũng không tin trên thế giới có rất nhiều quốc gia như nước mỹ úc cũng là như vậy bạn làm việc với cơ quan đoàn thể nhà nước chỉ cần có một lần lừa dối Nói dối Họ sẽ ghi chép lại Trong hồ sơ Vì sao bạn có nói gì Thì người ta cũng không tin Pháp thế gian mà còn như vậy Huống hộ chư Phật Bồ Tát Những đại thánh đại hiền này Lời của các ngài nói Chúng ta phải nỗ lực mà phụng hành nhưng mà phật bồ tát đã từng nói cho chúng ta biết trời đất tuy có những vị thần giám sát thiện ác người đời nhưng nếu như ý niệm của chúng ta chuyển đổi lại thì tình hình này liền hoàn toàn khác thánh nhân thế gian dạy bảo chúng ta khắc niệm tác thánh niệm là vọng niệm khắc phục vọng niệm thì bạn chính là thánh nhân mà thiên địa thần minh Đối với thánh hiền nhân Thì không có chuyện không tôn kính Không có chuyện không bảo hộ Tình hình liền hoàn toàn không giống nhau nữa Đến cảnh giới của Phật Bồ Tát thì càng cao hơn Trong chú giải Có một đoạn trích dẫn Từ Kinh Hoa Nghiêm phía sau là giải thích của tổ sư đại đức chị bảo chúng ta công phu khắc kỷ phải từ chỗ khó khắc phục nhất mà dụng công khắc kỷ chính là sửa đổi lỗi lầm thay đổi bản thân chính chúng ta phải phạm tĩnh ở trong đời sống từ ngày Lỗi lầm nào là lớn nhất Thì từ ngay chỗ lỗi lầm lớn nhất đó Mà bắt tay vào Lỗi lầm lớn Rất khó sửa Mà chúng ta đều sửa được Thì lỗi lầm nhỏ sẽ dễ dàng Đặc biệt là Trong hoàn cảnh hiện nay này chúng ta xem thấy truyền thuyết thời xưa hiện nay kiểu truyền thuyết như vậy rất nhiều trong thành phố thường có thể xem thấy dường như đều tập trung vào năm 1999, năm 2000, 2001, trong ba năm này. Thế gian sẽ xảy ra tai nạn rất lớn. Tai nạn từ đâu đến vậy? Do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm đến. Đây là lý của cảm ứng. Truyền thuyết chưa hẳn là thật. Tuy nhiên, chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội này, thế đạo nhân tâm, lòng người bất thường. Họ bài trừ hết thảy tiện pháp, hoan hỷ tiếp nhận hết thảy ác pháp. Người ta nghe tập tiện nghiệp đạo xong thì lắc đầu Tạo mười ác nghiệp Thì họ gật đầu Bạn nói xem còn cách gì nữa Tham sân si mạng Lừa dối người khác Niệm niệm đều muốn khống chế hết tẩy người sự già vật muốn chiếm hữu hết tẩy người sự già vật đều làm những việc tổn người lợi mình thực ra tôi đã nói rất nhiều tổn người khẳng định không lợi mình họ đã hiểu sai cho rằng tổn người có thể lợi mình kỳ thực tổn người là đã hại chính mình Lợi ích hiện nay mà bạn đạt được rất ít Sau khi chết nhất định đọa tam đồ Cái khổ đó ác phải chịu Rõ ràng những đạo lý này hiểu rõ sự thật này Thì trước mắt chịu khổ một chút có kể là gì? Đời sau là phước báo trời người Càng tu thắng hơn là Điệm Phật, giảng sanh, làm Phật, làm Tổ. Đây mới là lợi ích lớn, chân thật. Nếu bạn muốn đạt được lợi ích chân thật, thì nhất định phải sửa đổi lỗi lầm của bản thân. Không thể không sửa không thể không đổi chỗ không giống nhau của hết đại chúng sanh và chư Phật Bồ Tát là tâm Phật chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi đó là tâm Phật tâm bồ tát còn phạm phu thì hoàn toàn trái nghịch lại với điều này tâm phạm phu là tâm hư ngụy tâm hư giả tâm ô nhiễm tâm cao thấp tâm tự tư tự lợi chân thật sửa đổi thì phải sửa từ trong tâm Nếu như thật sự có được tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng Thì nghiệp chướng từ vô lượng kiếp Đều được tiêu trừ Giống như trong Kinh Đại Thừa thường nói Tâm bao thái hư Lượng chu sa giới Mọi người đều đã từng nghe qua. Phật dạy là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi là tâm yêu thương chân thành. Tâm yêu thương thanh tịnh, bình đẳng thì gọi là từ bi. Tâm yêu thương này là tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta xem thấy trong các tôn giáo khác cũng thường nói Tượng đế yêu người thế gian Do đây có thể biết Hư không pháp giới Chỉ có một thứ chân thật Chính là tâm yêu thương Có thể yêu thương hết thảy chúng sanh Trong hư không pháp giới Mới là chân thật yêu thương chính mình đạo lý chân tướng sự thật nghiệp nhân quả báo này ở trong kinh đã nói được rất rõ ràng rất tường tận chúng ta tu hành như vậy quý vị nghĩ thử xem những vị thần giám sát tội lỗi trong trời đất này còn có thể ghi chép tội lỗi của bạn đoạt đi phước tọ của bạn hay không không thể cũng chính là bạn đã vượt qua phạm vi quyền hạn của họ chỉ cần bạn dùng vọng tâm còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn muốn làm những việc không muốn người khác thấy thì bạn còn ở trong phạm vi quyền hạn của thiên địa quỷ thần bạn không cách gì vượt qua họ việc này phải biết phải hiểu được trong chú giải nói về một đoạn công án triều minh có một người là tiên sinh vương dục dư câu chuyện này kể rất dài ý nghĩa cũng rất hay rất đáng để chúng ta cảnh giác từ đoạn công án này Câu chuyện này là sự thật, không phải giả. Hiểu được cái mà người thế gian gọi là một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước. Ai định vậy? Là quả báo. Mà những gì chính mình đoạn ác tu thiện lũy công đức đạt được. Tiên sinh Vương Dụng Dư Ba đời tích đức Từ ông nội đến cha ông Rồi đến đời này của ông Xưa nay chưa từng lừa dối người nào Dùng tâm thuần chánh Để đối nhân sự thế Có thể xả mình lợi người Hoan hỷ giúp đỡ người khác Hết lòng Hiếu đệ cho nên sự tích của cảm ứng rất rõ ràng việc thi cử công danh thời xưa tham gia thi cử của quốc gia chúng tôi cũng đã từng nghe người ta nói tham gia thi cử có thể trúng tuyển hay không nhân tố đầu tiên là âm công chính là âm đức mà bạn tích Điều đầu tiên là âm công Tổ tiên người này Nhiều đời tích âm đức Khi đến đời của họ liền phát đạt Cho nên Các hung họa phước Là do tu mà được Điều này phải hiểu Khi chưa minh tâm kiến tánh thì tẩy đều là do tu đức chúng ta phải đặc biệt lưu ý hôm trước tôi nghe nói pháp sư tường vân đột nhiên bị bệnh Nghe nói hiện giờ đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện Tại vì sao người xuất gia chúng ta ra đi không thể sánh với người tại gia Chúng ta ở nơi đây Nhìn thấy người tại gia niệm Phật giảng sanh Tướng lành hiếm có Năm ngoái Hội trưởng của Hội Quán Âm Cứu Khổ Là Lâm Y Xanh Giảng Xanh Tôi có đi thăm ông Có rất nhiều đồng học Các bạn đến trợ niệm giúp ông Khi ông ra đi Thần trí rõ ràng Ông nói với mọi người Tôi không nhìn thấy quý vị nữa Chỉ nhìn thấy một mảng kim quang Ông liền ra đi Việc thấy Phật, thấy Bồ Tát tiếp dẫn giảng sanh Chúng tôi nghe được rất nhiều Thậm chí Đọc Kinh Niệm Phật Có rất nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn Những cảm ứng này Chúng ta biết nhưng chúng ta không nói hãy dùng tâm chân thành mà tu học. Đoạn ác tu thiện, sửa sai, đổi mới, lão thật niệm Phật, cầu sanh định độ thì nhất định được sanh. Đoạn sau cùng này, cũng nêu ra một câu chuyện nhỏ từ nhà tống ở chùa quan hiếu có một vị an tiền sư ngài ở trong định ở trong thiền định Nhìn thấy có hai người xuất gia đang nói chuyện Ban đầu Hai người này nói chuyện bên cạnh có thiên thần ủng hộ thế rồi không lâu sau mấy thiên thần này bỏ đi mất sau khi đi rồi thì có một đám ác quỷ đến Dì quanh lấy họ dụ nứt bọt vào họ mắng chửi họ đây là nguyên nhân gì vậy khi hai người xuất gia này nói chuyện với nhau ban đầu là bàn luận phật pháp nên thiên thần ủng hộ sau khi bàn luận phật pháp xong thì họ mang chuyện gia đình ra nói nên thiên thần đi mất sau đó lại nói đến gì nói đến danh văn lợi dưỡng nên ác quỷ liền đến quý vị phải biết khi cởi tâm độc niệm Một niệm của bạn là chân tiện Thì chư Phật hộ niệm Long thiên ủng hộ Một ác niệm dự khởi Thì Ma quỷ liền kéo đến Yêu ma quỷ quái đều kéo đến Cho nên Bàn luận chuyện thế gian đều bị quỷ thần kiện trách. Nếu như nghĩ đến danh danh lợi dưỡng, thì đây là tạo tội nghiệp. Chúng ta nghĩ xem ba nghiệp thân khẩu ý của con người thời nay đã tạo đó thực ra so với hai người xuất gia này chỉ có hơn chứ không kém họ vẫn còn thảo luận phật pháp người hiện nay gặp mặt gì đó về danh văn lợi dưỡng còn ai thảo luận phật pháp thế nên thế gian này pháp nhược ma cường chúng ta phải rõ ràng Hoàng pháp lợi sanh đâu có chuyện không gặp chướng ngại, chỉ cần chúng ta có tâm chánh, hạnh chánh, có được thời gian một ngày thì làm việc tốt một ngày. Trong các việc tốt thì thù thắng nhất chính là hoàng pháp lợi sanh. có một số người tính hỏi tôi phải nên làm thế nào để xây dựng một đạo tràng xây đạo tràng không khó khó là ở cái tràng đó có đạo hay không cái gì là đạo nhất định phải giảng kinh ngày nay có rất nhiều người trên thế giới đến singapore tham học tám tháng đạo tràng này đạo tràng này thù thắng hưng vượng tại vì sao nó hưng vượng tại vì sao nó thù thắng đạo tràng này mỗi ngày giảng kinh một năm 360 ngày xưa nay không gián đoạn. Niệm Phật đường, niệm Phật 24 giờ không gián đoạn. Mỗi ngày đều như vậy. Cho nên kéo đạo tràng này hưng vượng. Trên dưới, mấy ngàn người không có ý kiến chung sống hòa mục ngày ngày phải giảng phật là ngày ngày phải niệm nếu ba ngày không giảng kinh ba ngày không niệm phật thì ý kiến liền đến mọi người liền nghĩ ngợi lung tung mỗi người có phân biệt của mỗi người mỗi người có chấp trước của mỗi người vậy thì không phải là đạo tràng quý vị phải hiểu đạo lý này nhân tài hoàn pháp phải tích cực bồi dưỡng nhân tài hoàn pháp bồi dưỡng từ chỗ nào mà ra là rèn luyện từ trên giảng đài mà ra bạn không tìm mỗi ngày linh giảng đài thì bạn làm sao có thể giảng được hay nếu bạn muốn giảng một bộ kinh cho hay Giảng được thấu triệt Thì mỗi ngày phải lên giảng đài luyện tập Thật thành khẩn, thật cung kính Tiếp nhận sự phê bình chỉ giáo của đại chúng Nỗ lực sửa sai đổi mới Thì bản thân mới có thể tiến bộ thật sự muốn giảng được tốt không những phải biết phương pháp kỹ xảo giảng kinh mà còn phải có đạo tâm chân thật mỗi chữ mỗi câu đều lưu lộ ra từ trong tâm tánh đó mới là thật Đây chính là bản thân phải có công phu chân tu Không có công phu chân thật Thì tuy bạn có những kỹ xảo này Nhưng vẫn không tu được hiệu quả Nhất định phải là tự hành hóa tha Chính mình tu hành có công phu Thì mới có thể chân thật giúp đỡ người khác Mới có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao câu này trong cảm ứng thiên nhắc nhở chúng ta cảnh sách chúng ta làm cho chúng ta biết được chân thật đúng như những gì người thế gian nói ngẩng đầu ba thước có thần minh đi nhất định không phải là vọng ngữ nhất định không phải là gạt người Chúng ta cần phải có sự cảnh giác Hết lòng nỗ lực tu học Hy vọng nâng cao cảnh giới của chính mình như khỏi phạm vi quyền hạn của quỷ thần Vì thì bạn thật sự đã thành công Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta dạng đến chỗ này nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đình bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan